hiện là giáo viên yoga và đang sống ở Sài Gòn. Không đứa nào biết hết. Tại vì nó chỉ biết là nhìn mặt chị giáo của mình khác thôi, nhưng mà không biết chị giáo mình khác cái gì. Thật sự ra gia đình, bạn bè và người thân của mình, nếu mình không nói thì không ai biết. Tức là nó rất tự nhiên, nó tự nhiên một cách không thể nào nhận ra được. Mũi của mình lúc trước là cái phần ngay chỗ sống này, nó hơi thấp. Nó hơi thấp tùy theo cái thể trạng, cái nghề nghiệp và cái cấu trúc gương mặt của mình nói nôm na là vậy, thì bác sẽ sửa cho nó phù hợp, chứ không có phải là rập khuôn là phải cao như thế nào hết. Thậm chí là em gái của mình cũng sửa ở đây, nhưng mà cái form mũi của nó và form mũi của mình là hai cái form mũi hoàn toàn khác nhau. Chỉ biết là gương mặt mình thay đổi là nó sang hơn trước, nó đỡ bị lúa. Và mình có một cái nhược điểm rất là lớn trên gương mặt của mình là hồi xưa là mình bị do cái cơ môi mình ngắn, cho nên là mình bị cùi hở lợi. Thật sự ra không phải là bị hô, nhưng mà cái đó có thể tập luyện được. Nhưng mà vô tình đi vô sửa xong là bây giờ là mình đã khắc phục được cái nhược điểm đó tới 70-80%, thay vì là phải đi bỏ tiền đi qua bên răng hàm mặt. Thì khi mình đến đây thì mình được tư vấn là sửa mũi sụn cấu trúc Suchi Form, kèm theo cái việc là lấy phần sụn tai làm đầu mũi. Thì giờ là được kết quả như vậy đó. Thì thực sự ra mình chỉ có một cái chia sẻ gì cho mọi người là khi mình tìm hiểu và mình đã tin tưởng cái dịch vụ đó rồi, mình đã tìm được đúng được cái người bác sĩ đó làm cho mình rồi á, thì cứ vác xác tới đây và giao cho bác, đừng có can thiệp gì nữa. Muốn cao hay muốn thấp á, thì mình hay chia sẻ, người ta sẽ có quan điểm của bác sĩ ngay từ đầu, hay trao đổi ngay từ đầu. Và trong quá trình làm thì chỉ có người ngoài, người ta nhìn vô, người ta cái cảm nhận người ta sẽ rõ ràng nhất. Chứ tự bản thân mình, ví dụ như mình muốn á, thì đôi khi cái mình muốn á, là cái không mong muốn của nhiều người đó. Cho nên là cứ muốn, cứ tìm hiểu và cứ đặt niềm tin ở người ta. Mà khi có một cái niềm tin tốt á, thì bạn mới, người ta mới cho bạn được một cái kết quả tốt luôn. Thì mình chia sẻ vậy. Trong quá trình phẫu thuật á, thì thật sự ra là khi tiêm thuốc tê vô là tất cả những cái thao tác từ cắt hay là làm gì hết mình đều nhận thức, mình đều biết được hết, nhưng mà nó không đau. Cơ duyên mà thật sự ra mà nói thì mình xuống em gái mình vô đây làm. Chứ mình biết bác, mình tìm hiểu, mình biết bác, theo dõi bác cũng 4-5 năm nay rồi. Tại vì là bản chất là bản thân luôn người rất là khó tính. Chỉ có những cái mà bệnh lý liên quan tới bệnh lý á, thì bác sĩ yêu cầu mổ hay là gì đó thì mình mới làm. Ngoài ra là khó mà để cái gì mà nó xâm nhập vô cơ thể mình lắm. Hồi xưa mình cũng có từng có nhiều người bạn làm make up trong giới showbiz đó, thì bạn để ý đi, cái người nào mà họ có cái gương mặt họ hiền, họ phúc hậu á, cho dù mà họ có đánh với người ta, có nét có dữ cỡ nào đi chăng nữa, bạn vẫn nhìn ra được ở người ta cái thần thái người ta rất là hiền hòa. Thì từ cái không mà y tế từ phía ngoài vào là từ bán, từ dòng gửi xe là nó đã rất là kỹ lưỡng rồi. Thì vô đây đội ngũ y tế ở đây nói chung thật sự là mình rất là thích, mọi người ở đây rất là happy, dễ thương. Rồi sau hậu phẫu thì có những cái vấn đề gì mà mình lăn tăn, mình cảm thấy mình lo lắng á, thì gặp được bác sĩ, thì khi mà bác sĩ chia sẻ xong rồi mọi thứ mình cảm thấy là rất là happy. Chứ không có phải nghe nó là bác sĩ trốn tránh này thì kia thì không có. Bây giờ là cảm giác giống như là tới đây riết rồi, giống như mọi người, giống như bạn của mình luôn. Khi mình mong muốn mình làm cái gì đó, tìm hiểu cũng là tốt, nhưng mà nên bản thân mình tìm hiểu, nên bản thân mình nghe nhìn,
chứ đừng có để những cái gì mà bên ngoài nó tác động vô khiến là mình lo lắng. Mình có việc tìm hiểu, mình có thời gian, mình có tiền bạc, dịch vụ là do mình chọn mà. Cho nên là đừng có để cái gì tác động rồi lại theo những cái năng lượng không có tích cực đó, thì làm cho mình cũng bị liên lụy theo. Rồi sẵn đây thì em cũng cảm ơn bác Phương, cảm ơn mấy bạn điều dưỡng, mọi người ở đây nói chung rất là dễ thương. Chúc mọi người nhiều sức khỏe để còn đi chăm sóc sắc đẹp cho người Việt nữa. Cảm ơn mọi người.